Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên chiến đấu con đường biển đảo anh em ạ. Cái số 10 cổ anh em ạ. Cái số 4 này mình sẽ đi vào kiếm đôi cổ, mình sẽ nghỉ anh em. Đó là cách mỗi ngày kiếm đôi cổ xem có ok không anh em ạ. Nói chung là 10 cổ thì cái trò gì cũng chơi được hết à. Nhưng mình sẽ chọn cái bộ môn nào chơi và dễ ăn nhất anh em. Quay thú thì mình chơi không được đẳng cấp cho lắm anh em ạ. Khả năng là mình sẽ đi vào chơi chơi gì được anh em, đáng tính lướt xem trò gì mà ưa thì mình vào chơi. Ok, quăng đi quẩn lại vào bầu cua anh em ạ. Thấy cái bộ môn bầu cua này chơi cũng ok vết anh em. Vốn 10 củ kiếm đôi củ thì đánh cua một củ, tay đầu mở bát có lái luôn một củ khoai. Nào, uy tín lên nào, uy tín lên nào, ấy uy tín lên nào, ai chả hết uy tín anh em. Cứ gáy tay nào bịp tay đấy, nếu mà ăn thì mình mới gọi là uy tín. Cầu này khả năng nó về tôm anh em ạ, hai cổ luôn này. Đánh thì phải ra đánh anh em ạ. Muốn kiếm tiền triệu ấy thì phải vốn lên trên chục. Muốn kiếm 1-2 lít thì vốn vài trăm ca cũng được rồi. Muốn ăn chắc phải vốn to. Vốn to thì mình lại đánh nhỏ. Bao ăn cho anh em luôn. Chất đấy nha. Đánh ô nào nó không ra ô đấy. Thái đấy, đi 3 mét này. Không sao, 3 mét tay này mình không gỡ lại, mình làm chó luôn anh em. Ôi, đùa thôi chứ. Cứ mở 3 giờ biết được kết quả. Làm quả mẹ 13 con cua thì phê dã man. Cá hãy con luôn anh em ạ. À, anh em thấy hay và tuyệt vời không phải này. Tích gì một like anh em, bổ like bổ quả sẻ cho mình đi anh em, để tương tác kéo 500 anh em đến đây để mình livestream phát lộc lái cho những rực rỡ. Tay này mà muốn thì ngon thì nói chung là kênh của mình cũng không có view ấy, nhưng mà có view thì mình sẽ thường xuyên like, like phát lộc phát cốt cho nhiều. Nhiệt tình tương tác vào bú tiếp con cua trên tóc này. Không có phá này, đánh cá với tôm thôi, đánh mẹ tôm đi nha. Đánh hai củ sáu mà tay này mà bú thì lại 5 củ, 40 củ. Mỗi ngày mình chỉ kiếm 500k một củ thôi, ăn thế này là nhiều rồi nhưng mà. Ngày 5 củ, 1 tháng 15 củ. Ui anh em ạ, mình bảo đánh tôm, mình vào đánh gà đấy anh em ạ. Tự nhiên là đánh mẹ ngập đơ hết cả người, anh em thấy pha này cay không? Cay không anh em? Bảo đánh tôm tự nhiên vào thấy gà, vãi lồn thật. Bị khô máu luôn nhưng mà nhẹ nhàng tình cảm mình đánh đúng hai tay không, xem về không về thôi. Đấy. Dạo này thua thắng video mình vẫn lên cho anh em xem,
nhiều video thua thì anh em đừng có chửi mình là đánh ngu ấy, anh em thông cảm cho mình nhé, đèn đỏ luôn như vậy. Ôi xời, một con cũng ngon. Hy vọng là về cua nhiều thì mình ngon. Cứ lái thì mình phang tất, đánh như thế này thì ăn giàu nhanh lắm anh. Tiếp tục cua đi, 1m75. Tối sẽ hẹn anh em ở cái kênh 16.000 mấy trăm người đăng ký đấy, like kênh đấy, phát code cho anh em. Anh em có thể ghé qua kênh đấy, anh em chưa biết đến kênh đấy, anh em có thể đăng ký kênh đấy. Mình sẽ chuyển sang kênh đấy like thường xuyên anh em. Còn những kênh này mình sẽ lên video cho anh em xem. 19 củ hai, ngon ngay. Anh em muốn biết kênh của mình ấy, anh em cứ gõ là Linh Ham Chơi, anh em tìm riêng cái mục kênh và anh em thấy kênh của mình hết anh em. X14 anh em. Nói chung là kênh của mình like đa số của kênh phát full cơ mắt anh em. Ví dụ là 10 mắt mình phát cho anh em là 10 mã cốt, 15 mắt mình sẽ phát cho anh em 15 mã cốt. Miễn phí ai chả hức đúng. Húp tiếp này, đây luôn 20 củ anh em. Đấy, nói chung là mình cho cái mục tiêu mình kiếm đôi củ thôi. Đỏ như thế này mình lên 20 củ là chuyện bình thường. Đấy, thế này ok anh em. Thôi, khả năng mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Còn anh em muốn tải Green biển đỏ mana màu màu Green set 68 thì anh em cứ nhiệt tình ấn vào cái đường link đấy, tải game xong anh em tham gia nhóm thì sẽ được tặng code nha anh em. Đấy, mình chúc anh em may mắn nha anh em. Bye bye anh em.